về trưa thôi. Ừ. Trưa thì về, chứ là về trưa. Ừ. Không. Đi mà chút hay mà chờ một cái ông.
hello, đâu đi thôi. Thôi 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 ở đâu? Đi cái kia. Hả? Đó dễ chuẩn lắm ha. Hai. Mình rút ở đâu cháu? Hả? Nó có những cái gì? Không có cái gì, có cây thôi. Đưa cho ông hay đưa cho hai cháu? Đưa cho cuối thu hôm nay anh em diễn đàn của lính của chúng ta về với lại vườn tre ở Mù Căng Chải. Trong cái không khí của vườn tre Mù Căng Chải, tôi chợt nhớ đến cái bài thơ Tre Xanh của Nguyễn Duy. Sau đây thì tôi muốn tặng tất cả các bạn và riêng diễn đàn của lính bài Tre Xanh của Nguyễn Duy. Tre xanh xanh từ bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh, thân gầy guộc lá mong manh,
mà sáo nên lũy nên thành trẻ ơi. Ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đất có hạt bạc mồi đá vui. Có gì đâu, có gì đâu, mỡ màu ít chất dồn lâu, hoa nhiều rẽ xiêng không ngại đất nghèo. Chia bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù, vươn mình trong gió che đu, cây kham khổ vẫn hát ru lá cành. Yêu nhiều nắng nó trời xanh, che xanh không đứng khuất mình bóng dâm. Bão bùng thân bọc lấy thân, tay ôm tay níu che gần nhau thêm. Gương nhau sẽ không ở riêng, lũy thành từ đó mà nên nảy người. Chẳng may thân gãy cành rơi, vẫn nguyên cái gốc truyền đời chó măng. Nòi tre nòi mịu ngọc cong, chưa lên đã nhọn như trông lạ thường. Lưng trần phơi nắng phơi sương, có manh áo cọc che nhường chó măng. Măng non là búp măng non, đã mang dáng thẳng thân tròn của tre. Năm qua đi, tháng qua đi, tre già măng mọc có gì lạ đâu. Mai sau, đất xanh che mãi, xanh màu che xanh. Nhân năm Phú có bài thơ nào đó không? Cái bài này đọc ở cái này có chuẩn bị bài